Xin chào cả nhà đã đến với kênh hướng dẫn tô tranh của mình. Hôm nay chúng ta cùng nhau tô một bức tranh là một chú cò và một đang bay, và ở đây thì có một chú voi nữa. Và sau đây thì mọi người hãy cùng tô bức tranh này cùng với mình nhé.
Vừa rồi thì mình vừa cùng cả nhà tô xong bức tranh một chú cò, và chú cò của mình thì đang mang theo một chú voi như này. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video hướng dẫn tô tranh lần sau.